Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 393 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ Phục Xá giáo chủ quyết định chú chết vạn chú đạo quân. Lúc bây giờ chán Phục Xá giáo chủ lóe tia sáng, một quyển đạo đồ xuất hiện. Đạo đồ mở ra vẽ một bức hồng mông thanh liên, đạo đồ bay lên, hồng mông thanh liên trong tranh cũng nhảy thoát lên trên tờ giấy, sống động như thật vậy, trông như hồng mông thanh liên báu vật nguyên thủy của thanh liên tiên tôn xuất hiện. Quyển tranh hồng mông thanh liên này là Phục Xá giáo chủ phỏng theo hồng mông thanh liên luyện tinh khí báu vật nguyên thủy của thanh liên tiên tôn vào bên trong tranh. Phục Xá giáo chủ cực khổ vất vả qua hơn một ức năm, dùng chú đạo trong tiên đạo miêu tả thanh liên mới luyện thành, chỉ có một bức duy nhất. Vì tranh chứa một phần tinh khí hồng mông thanh liên, lại cộng thêm Phục Xá giáo chủ rèn rũ nhiều lần, uy lực rất lớn. Nhưng mỗi khi sử dụng một lần thì uy lực sẽ giảm mấy phần. Phục Xá giáo chủ vốn định dùng để chú sát mấy cao thủ mạnh nhất phe Đại La Thiên như Vạn Vật Đạo Tổ, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Khổ Hạnh giáo chủ. Thực lực của vạn chú đạo quân không cao, thế nhưng chú sát đại tế siêu lợi hại. Nếu không giết vạn chú đạo quân, gã liên tục thi triển chú sát đại tế thì đạo quân phe Phục Xá giáo chủ sẽ bị thương vong nặng nề. Phục Xá giáo chủ buộc lòng và lấy đạo đồ ra chú sát vạn chú đạo quân trước. Phục Xá giáo chủ đứng trong hồng mông thanh liên, tóc xõa ngang vai, thi pháp trong hoa sen vận chuyển uy lực dị bảo này. Vạn chú đạo quân đã chú sát một đạo quân, đang định vận dụng 50 cái chuông chuẩn bị chú sát đạo quân thứ hai, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc. Vạn chú đạo quân giật mình hét lên thất thanh: "Có người chú sát ta!" Càn Khôn lão tổ hết hồn liền hỏi ngay: "Vạn chú đạo huynh, đối thủ thi chú ở đâu vậy? Đạo huynh có phá giải được không?" Đầu óc vạn chú đạo quân choáng váng, đôi khi tỉnh táo, có khi lại mơ màng, gã trả lời: "Cường giả chú đạo tranh đấu, ra tay trước là mạnh, nếu chúng ta cùng thi chú thì ta có thể phá giải chú sát của đối phương. Nhưng hắn đã trước ta một bước, ta không còn sức phá giải. Người thi chú ở trong quân địch, ta mượn chú đạo mơ hồ thấy là Phục Xá." Càn Khôn lão tổ leo lên từng thành nhìn, thấy Phục Xá giáo chủ ở trong một đóa hồng mông thanh liên chân đạp cương đấu, đang thi pháp để chú sát vạn chú đạo quân. Càn Khôn lão tổ nhìn phe mình, Tương Khang đang đấu cung tên với Lăng Hiên đạo tôn, bây giờ trong ải chỉ còn xuất lại con rồng to và Tịch Ứng Tình, hai người phụng mệnh bảo vệ Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ là thống soái, quản lý các đại quân, điều động binh mã, bày mưu lập kế. Nếu không ai bảo vệ Càn Khôn lão tổ, thống soái chết thì toàn quân sẽ đại loạn. "Rồng to, ngươi đi đi." Càn Khôn lão tổ cắn răng nói: "Mau giết Phục Xá đang thi chú cho ta." Con rồng to gầm giống bay ra khỏi thành, lắc mình biến to gấp trăm ngàn lần, xông hướng Phục Xá giáo chủ. Nơi con rồng to đi qua, thiên quân vạn mã gục ngã bay tứ tán. Con rồng to trùng kích trận địa địch, đại trận chỉ mới chạm vào nó, không ai ngăn bước chân của nó được. Con rồng to gầm giống lao hướng quân doanh Phục Xá giáo chủ ở. Chỗ đó có các đạo quân, đạo tôn bay lên, nghênh đón con rồng to. Các tiên thiên linh bảo bay lên biến đổi, va chạm trong không trung, hợp sức đánh bật về thế xung phong của con rồng. Phục Xá giáo chủ lắc mình hiện ra nguyên hình, là người khổng lồ, vô song, đầu người thân rắn, quay quanh trên hồng mông thanh liên, chú sát đại tế cũng sắp hoàn thành. Phục Xá giáo chủ lướt qua, thấy các đạo quân, đạo tôn thuộc hạ của mình đã tham gia chiến đấu. Phục Xá giáo chủ thống lĩnh 42 đạo quân làm tiên phong tấn công hùng quan thứ nhất của Đại La Thiên. Các đạo quân, đạo tôn trong ải xuất chiến bám chặt 18 đạo quân đang vất vả chiến đấu. Còn lại hơn 20 đạo quân, đạo tôn thì chạy ra ngăn cản con rồng to lại, chém giết thảm liệt. Đầu óc Phục Xá giáo chủ xoay chuyển nhanh, thầm nghĩ:
Con rồng hoang đã ra tay, trong ngài không còn ai, chỉ có vạn chú sắp chết và tịch ứng tình. Nếu có thêm một đạo tôn lao vào trong ái là có thể giết cản khôn lão tổ, thắng cuộc chiến này. Tiếc rằng con rồng hoang quá mạnh. Phục Gia giáo chủ mới nghĩ đến đây, đột nhiên thấy một đại quân từ hậu phương đến. Huyền Đô tạo hóa đạo quân dẫn đại quân chạy tới. Phục Gia giáo chủ mừng rỡ hét lớn: Huyền Đô sư huynh, lao vào trong ải ngay, chu sát cản khôn lão tổ. Huyền Đô tạo hóa đạo quân nghe vậy bày trận thế, nhìn hướng cửa ải thứ nhất Đại La Thiên. Trên tường thành, Càn Khôn lão tổ đứng xem cuộc chiến. Tịch ứng tình đứng sau lưng Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ cắn răng nhỏ giọng nói: Tịch Thiên Vương, Phục Giá chỉ còn lại một người là Huyền Đô đến giết ta. Người cứ mặc kệ ta, đi chém Phục Giá cứu vạn chú đi. Tịch ứng tình cất bước đi xuống hùng quan. Lúc đấy Huyền Đô tạo hóa đạo quân cũng trầm ngâm giây lát đi ra khỏi đại quân. Hai người gặp nhau, Tịch ứng tình khom người nói: Lão sư. Huyền Đô tạo hóa đạo quân cười lớn: Đừng đa lễ, bây giờ ngươi và ta là hai nhà đối địch, không chết không ngừng. Ngươi không cần gọi ta là sư phụ nữa. Một ngày làm sư phụ, suốt đời là sư phụ. Tịch ứng tình thở dài: Hôm nay hai sư đồ ta gặp nhau trong sinh tử, thật không ngờ. Lão sư có còn nhớ năm xưa, lão sư thu ta làm đồ đệ hay không? Huyền Đô tạo hóa đạo quân nhớ về dĩ vãng, tinh thần hoảng hốt. Lúc này Tịch ứng tình sử dụng tiên thiên mộng kính chiếu bầu trời, kéo Huyền Đô tạo hóa đạo quân vào giấc mơ. Tịch ứng tình nhảy lên lao hướng trung quân địch. Ứng tình, người vẫn gian xảo như vậy, nếu ngươi và ta không là sư đồ nhiều năm thì ta đã mắc lừa ngươi rồi. Tịch ứng tình mới cất bước, đột nhiên một cái đỉnh to bay ra trong thiên địa, thêm các loại lực lượng tạo hóa, 3000 đại đạo biến thành linh quang phong tỏa bốn phía. Cái đỉnh to bao phủ thiên địa đột nhiên thay đổi, hư không tạo vật, trời trăng sao hiện ra, hoa cỏ cây cối, chim bay cá lội, tất cả hóa sinh biến thành thế giới hoàn chỉnh. Tịch ứng tình bị nhốt trong thế giới tạo hóa này, đưa mắt nhìn không thấy vị trí của Phục Xá giáo chủ đâu nữa, cũng không tìm thấy Đại La Thiên chiến trường đó. Tịch ứng tình khom người nghiêm túc nói: Lão sư, sư đồ chúng ta cũng khó tránh khỏi ngày hôm nay hay sao? Xin lão sư hãy lùi một bước, đệ tử thật sự không muốn tranh đấu với người. Huyền Đô tạo hóa đạo quân lắc đầu nghiêm nghị nói: Ứng tình, có biết nếu ta lùi một bước người giết Phục Xá thì tội nghiệp của ta nặng nề cỡ nào không? Ta không có mặt mũi đối diện hai vị ân sư, chỉ có tự sát tạ tội. Bây giờ thù oán hai nhà đã không thể gỡ bỏ, trong bản lĩnh sư đồ tình cảm cái gì cũng đều thành ảo ảnh cả. Hôm nay vi sư dạy cho ngươi một đạo lý, đó là không thể lưu tình, ngươi ra tay đi. Tịch ứng tình lấy tiên thiên mộng kính ra, bên trong mộng kính Đại La Thiên lờ mờ mê ly xuất hiện các thế giới khó có thể tưởng tượng. Tịch ứng tình là đạo quân, Huyền Đô là tạo hóa đạo tôn, trong đó có chênh lệch khá lớn. Vẻ mặt của Tịch ứng tình buồn bã nói: Thiên tôn ban mộng kính này cho ta, không phải để ta đẩy người khác nhập mộng, mà là chính ta nhập mộng. Thiên tôn biết rõ về ta, biết hết điểm yếu của ta, cũng biết sự khó xử bất xá thiên công của ta. Tiên thiên mộng kính tỏa sáng rực rỡ, vô số mộng kính bay ra khỏi gương, nhập vào người Tịch ứng tình, đưa gã vào mộng kính. Nếu không phải vào phút sinh tử, bất xá thiên công của ta khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Tiên thiên mộng kính làm được điều này. À, Tịch ứng tình gầm giống, bị tiên thiên mộng kính đưa vào trong mộng. Tịch ứng tình như trở lại thời kỳ chiến đấu với Thái Hoàng lão tổ năm xưa, cảm xúc lưu luyến cực kỳ đậm đặc tuôn ra, khiến thế giới tạo hóa trời giáng mây đen quấy nhiễu 3000 đại đạo tạo hóa vận chuyển. Huyền Đô tạo hóa đạo quân lộ ra vẻ tán thán: Bất xá thiên công dung hợp đại đạo tạo hóa của ta quả nhiên có điểm khác biệt. Huyền Đô tạo hóa đạo quân rút măng non ra công kích Tịch ứng tình. Lúc này trong cửa thứ nhất Đại La Thiên, vạn chú đạo quân đôi khi hôn mê, có khi lại tỉnh táo. Khi tỉnh thì vạn chú đạo quân vẫn thúc giục 50 cái chuông thi triển chú sát đại tế. Chú sát đạo quân thuộc phe Phục Xá giáo chủ. Vạn chú đạo quân đang tranh thủ thời gian định giết đạo quân khác trước khi bị Phục Xá giáo chủ chú sát.
Càn Khôn lão tổ đứng trên tường thành nhìn phía đối diện, Tịch Ứng Tình bị Huyền Đô tạo hóa đạo quân chặn lại, con rồng to ở trong loạn quân bị hơn 20 đạo quân đạo tôn vây công, không thể giết Phục Xá giáo chủ. Càn Khôn lão tổ ngoái đầu nhìn lại, Vạn Chú đạo quân nghiêng ngả thi chú trong 50 cái chuông. Vạn Chú, ngươi hoàn thành, sắp xong rồi, sắp hoàn thành rồi. Người Vạn Chú đạo quân rung lên, 50 cái chuông rung rung. Càn Khôn lão tổ nhìn chằm chằm, trán của một đạo quân phía đối diện bỗng nứt ra chết ngắc. Nguyệt Bột nữ quân đánh nhau với đạo quân đó, bay lên ngay, lao hướng đạo quân khác, đánh với Định Quang. Càn Khôn lão tổ mừng rỡ. Hay, chỉ cần rảnh tay, dư thêm một đạo quân là có thể thắng. Nguyệt Bột, đi giết Phục Xá đi. Vạn Chú đạo hữu, hãy yên tâm, chỉ cần Nguyệt Bột phá vỡ chú sát đại tế của Phục Xá là ngươi sẽ không sao. Càn Khôn lão tổ quay đầu lại liền cứng người. Vạn Chú đạo quân đứng thẳng tắp chính giữa tế đàn chú sát đại tế, các cái chuông rớt lộp bộp, bụi bặm bay lên, trán Vạn Chú đạo quân nứt ra như bị kiếm chém, vết máu chảy xuống. Phục Xá giáo chủ đã hoàn thành chú sát đại tế, một kiếm chém chết đạo quả nguyên thần thần hồn của Vạn Chú đạo quân. Vạn Chú đạo quân lảo đảo ngước nhìn Đại La Thiên, dốc hết chút sức cuối cùng, cao giọng quát lên: Thiên Tôn, trăm vạn sinh linh chú đạo của ta giao lại cho ngươi, hãy bảo vệ bọn họ giúp ta. Vạn Chú đạo quân nói xong liền gục ngã. Đinh một tiếng, các cái chuông bay lên, tiếng chuông ngân dài bay vào trong Đại La Thiên. Càn Khôn lão tổ quỳ dưới đất gào khóc vái xác Vạn Chú đạo quân. Càn Khôn lão tổ lau nước mắt, tiếp tục điều độ chiến cuộc. Phục Xá giáo chủ chém Vạn Chú đạo quân xong liền thở phào, tranh hồng mông thanh liên cũng tối đi. Phục Xá giáo chủ thầm than: Đạo đồ này dùng để chú sát Vạn Chú thì đúng là dùng dao mổ trâu và giết gà rồi. Không biết khi ta đối phó với đám Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân có phát huy công dụng được nữa hay không đây. Phục Xá giáo chủ cất bước đi cửa thứ nhất Đại La Thiên, định chém Càn Khôn lão tổ trước. Lúc này Vân Dương Nguyên quân cũng giết đến đối thủ, bay vọt lên ngăn Phục Xá giáo chủ lại. Vân Dương Nguyên quân dù gì cũng là đạo quân tiền sử chuyển thế, là đạo tôn trong thiên môn, thực lực siêu mạnh. Phục Xá giáo chủ không dám khinh thường, lấy ra Huyền Hoàng tháp 33 trọng thiên. Bên trong không trung, Tương Khang cùng Lăng Hiên đạo tôn, hai vị đạo tôn thần tiễn bay đầy trời. Nơi tiễn khí xẹt qua, không có gì không bị bắn rơi, đã đến phút mấu chốt. Lăng Hiên đạo tôn sử dụng cung tên là một trong 3.000 đại đạo của tiên đế Diệp Lân biến ra cung tên, cộng thêm đại đạo linh quang của gã luyện thành, uy lực siêu cường đại. Tương Khang là tồn tại mạnh nhất thời đại nhân đạo, cung tiễn nhập đạo. Tiễn đạo của Lăng Hiên đạo tôn là dung nhập đại đạo thời đại nhân đạo của Tương Khang vào tiên đạo, học xong tiễn đạo. Cung của Tương Khang do gã tự luyện, túi đựng tên là dị bảo tìm được trong Đại La Thiên. Hai thần tiễn đại chiến xuyên qua trong không trung, khi đi thì biết bao nhiêu là tên ánh sáng bắn hướng đối phương. Chiến đấu đến giờ phút này, trên người Lăng Hiên đạo tôn và Tương Khang đã đầy vết thương bị mũi tên của đối phương gây ra. So sánh thì kỹ thuật của Tương Khang hơn một bậc, bị thương nhẹ hơn. Lăng Hiên đạo tôn bị thương nặng hơn một chút, thế nhưng chênh lệch giữa hai người không quá rõ ràng. Khí thế của Lăng Hiên đạo tôn bỗng tăng vọt. Thần tiễn tiền sứ, quả nhiên là có chút bản lĩnh mà. Nếu tính về tiến đạo thì ta kém hơn ngươi một bậc rồi. Lăng Hiên đạo tôn cười to nói: Nhưng ta không chỉ tu luyện tiến đạo, ta luyện các đại đạo, chú đạo, ma đạo, thần đạo và trong tiến đạo. Còn ngươi thì cổ hủ cố giữ, tu luyện một tiến đạo duy nhất mà thôi. Giờ ta chơi chán rồi, nên tiến ngươi lên đường đi thôi. Lăng Hiên đạo tôn dương cung liên tục bắn 9 mũi tên. Trong phút chốc, 9 mũi tên ánh sáng lên thành một mảnh. Mỗi tên quang chứa đại đạo khác nhau, chứa quy tắc đại đạo của chiến thời đại. So sánh thì Tương Khang chỉ luyện một tiến đạo duy nhất, không nghiên cứu các đại đạo khác. Lăng Hiên đạo tôn thì luyện 9 loại đại đạo khác nhau vào trong tiến đạo. Tính về số lượng, đại đạo đã vượt qua Tương Khang rất nhiều. Không chỉ thế, 9 mũi tên bắn ra, 9 mũi tên ánh sáng đầu đuôi gắn liền biến thành một mũi tên duy nhất, uy lực tăng gấp 9 lần. Tiễn quang kinh thế, tốc độ khó có thể tưởng tượng bắn hướng Tương Khang. Uy lực của mũi tên tỏa định tinh khí thần, thân thể, nguyên thần, đạo quả. Tất cả của Tương Khang, dù đạo quả chạy trốn cũng không thoát khỏi mũi tên được. Tương Khang
bình tĩnh bắn ra một mũi tên. Mũi tên này vô cùng huyễn lệ, nửa đường liền tách ra, tiếng quang đầy trời như kim chim công xòe đuôi, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc sáng hoặc tối, hoặc hữu hình hoặc vô hình, bay hướng Lăng Hiên đạo tôn. Tương Khang cũng dốc hết sức ra, hai người đánh hết sức. Tên ánh sáng của Lăng Hiên đạo tôn bắn tới, trong phút chốc đã đến trước mặt Tương Khang. Tương Khang lấy túi tên xuống giơ lên, vang lên tiếng nổ điếc tai, mũi tên ánh sáng của Lăng Hiên đạo tôn bắn ra bị thu vào trong túi. Uy lực mũi tên bộc phát, túi tên đập vào ngực của Tương Khang. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Tương Khang lảo đảo thụt lùi, mắt miệng mũi tai đều trào máu. Ở phía đối diện, Lăng Hiên đạo tôn hết sức né tránh, thế nhưng khó thoát nhiều tiễn quang. Trong khoảnh khắc, cơ thể Lăng Hiên đạo tôn cắm đầy mưa tên. Lúc này, Tương Khang lấy mũi tên của Lăng Hiên đạo tôn ra khỏi túi, dương cung bắn, cắm phập vào đầu gã. Tương Khang hộc máu liên tục. Lòng ngươi không hoàn toàn đặt vào tiễn đạo, không thuần túy như ta. Đạo tiễn là phải dùng hết sức lực cả đời thấm nhuần vào nó. Ngươi dám phân tâm nên thua là cái chắc rồi. Tuy nhiên, ngươi rất lợi hại, mũi tên này gần như chấn vỡ đạo quả của ta. Tương Khang thu túi tên về, người chìm xuống, đáp xuống đầu tường. Tương Khang mạnh mẽ, nâng tu vi chấn áp vết thương, liên tục bắn tên vào chiến trường đối diện. Các đạo quân đạo tôn bị công kích, thiên quân cũng trúng tên của Tương Khang. Càn Khôn lão tổ thấy Tương Khang liên tục hộc máu thì nhíu mày nói: Tương Khang đạo hữu, ngươi bị thương rất nặng, hãy nghỉ ngơi giây lát đi. Tương Khang không nói không rằng, dương cung mà bắn tên, mưa tên không hề bắn hụt. Các thiên quân phía đối diện bị bắn chết, các đạo quân đạo tôn thì bị thương nặng. Phục Giá giáo chủ cũng bị trúng mấy mũi tên của Tương Khang, bị Vân Dương Nguyên Quân đè đầu mà đánh. May mắn lực phòng ngự của Huyền Hoàng Bảo Tháp 33 trọng thiên rất kinh người, Phục Giá giáo chủ không bị đả kích chí mạng. Phục Giá giáo chủ gầm lên: Nổi trống, mau nổi trống lên. Thân rắn quay quanh Huyền Hoàng Bảo Tháp 33 trọng thiên, dốc sức vận chuyển bảo tháp. Đại quân lần thứ hai nổi trống. Càn Khôn lão tổ đứng trên đầu tường, tự mình gióng trống trợ trận cho phe mình. Sĩ khí hai bên tăng vọt, thế nhưng có thần tiễn của Tương Khang đạo tôn áp chế, đại quân Phục Giá giáo chủ mới dâng lên khí thế đã bị đè xuống. Mưa tên như ánh sáng, như đao quang bắn vào các đạo quân đạo tôn phe địch, không ngẩng đầu lên được. Thiên quân ở trong các đại trận vất vả sử dụng linh bảo do đế lên ban tặng, hết sức bảo vệ thân mình, sợ mưa tên không biết từ đâu bay tới bắn chết. Phục Xá giáo chủ tức giận quát lớn: Nổi trống, nổi trống lên. Tiếng trống vang lên lần thứ ba, mới vang một nửa, chợt nghe tiếng trống trầm đục, các mặt trống bị mũi tên của Tương Khang bắn nát. Chỉ trong giây lát có 6-7 đạo quân đạo tôn chết đi, con rồng to đám người Thánh Ma Thiên Tôn chém chết bọn họ. Phục Xá giáo chủ sợ hãi ngước lên nhìn Tương Khang đạo tôn đứng trên đầu tường. Tương Khang đạo tôn oai phong lẫm lẫm như một chiến thần, một người thủ quan đủ chấn áp hết thảy. Phục Giá giáo chủ cắn răng nói: Hôm nay rút binh. Đại quân lộn xộn, tiên ma tử thương nhiều không đếm xuể, các thiên quân không điều khiển đại quân được, trận thế sụp đổ, tướng sĩ chạy tứ tán, thiên quân cũng bất lực. Đối diện đại quân đánh lén xông đến, Phục Giá giáo chủ tự mình đoạn hậu, vất vả đối với đám Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Vân Dương Nguyên Quân, người Phục Xá giáo chủ đẫm máu. Trận chiến này ức vạn đại quân phe Phục Xá giáo chủ có 4 phần chết đi, các thủ lĩnh thiên quân bị thương hơn 100 người, 40 mấy đạo quân đạo tôn thì 16 người chết, đa số chết trong bụng con rồng to. Thương vong nặng nề, đại quân Phục Xá giáo chủ bị truy sát không biết bao xa mới cắt đuôi được kẻ địch. Phục Xá giáo chủ thu gom tản binh, chợt nhớ đến Huyền Đô Tạo Hóa đạo quân Thẩm La Hỏng Bét. Nguy rồi, Huyền Đô sư huynh đang bị kẹt tại đó, không biết sống chết ra sao. Hiện giờ chỉ biết nghe theo mệnh trời vậy. Huyền Đô sư huynh à, không phải ta không cứu sư huynh. Nếu ta cứu thì thống soái ba quân ta đây cũng rơi vào trong đó mất thôi. Đại quân không ai điều khiển. Ở đằng trước khủng quan thứ nhất Đại La Thiên vang lên tiếng reo hò. Thắng rồi, rốt cuộc cũng thắng rồi. Vân Dương Nguyên Quân xông lên cười với Tương Khang đạo quân. Lần này toàn nhờ thần tiễn của ngươi tránh cho toàn quân bị diệt. Tốt, rất tốt. Ngươi đứng ngay ra đó làm gì vậy? Cái tên Phục Xá sớm bị ngươi hù cháy. Tương Khang, Tương Khang.
Tướng sĩ đang reo hò phát hiện có điều lạ. Tương Khang Đạo Tôn mắt trợn tròn, dương cung, giữ nguyên bộ dạng này không nhúc nhích. Tương Khang Đạo Tôn và Lăng Hiên Đạo Tôn chiến đấu tuy thắng thế nhưng là thắng thảm. Tương Khang Đạo Tôn bị mũi tên cuối cùng gần như chấn vỡ đạo quả. Nếu gã dừng chiến đấu điều dưỡng trị thương chữa lành đạo quả thì còn giữ mạng sống được. Tương Khang Đạo Tôn cứ đứng trên đầu tường liên tục bắn tên áp chế đại quân Phục Giá giáo chủ, dốc hết sức lực làm đạo quả trong cơ thể vỡ nát, thân tử đạo tiêu. Vân Dương Nguyên Quân ngẩn ngơ sửa sang vạt áo vái Tương Khang cùng tiễn đạo hữu. Trong ải không khí bi thương, các tướng sĩ vái chào giọng ồm ồm như sấm, cùng tiễn đạo hữu, cùng tiễn đạo quân. 16 đạo tôn thiên môn lại mất đi một người. Ầm 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 ầm, thiên địa chấn động dữ dội. Thiên địa hiện ra trong không trung là thế giới tạo hóa biến ra từ tiên đình tạo hóa của Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Bây giờ thế giới đó đã bị Tịch Ứng Tình đánh thủng nên lộ ra chiếc ải. Tịch Ứng Tình cùng Huyền Đô tạo hóa đạo quân ác chiến dữ dội, khó phân chia. Càn Khôn Lão Tổ nhìn đám người Thánh Ma Tiên Tôn và con rồng to. Con rồng to khó hiểu, Thánh Ma Tiên Tôn hiểu ý, lao ra ải, hướng tới Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Tịch Ứng Tình giống lớn, không được lại đây, đây là cuộc chiến của ta và sư phụ, không cho ai nhúng tay vào. Đám người Thánh Ma Tiên Tôn do dự dừng bước lại, dẫn đại quân bao quanh chiến trường. Dù Huyền Đô tạo hóa đạo quân giết được Tịch Ứng Tình cũng không thoát khỏi bọn họ vây công, sẽ bị các báu vật đánh chết. Lúc này các đại quân khác dưới tay Đế và Tôn do Thái Nhất Đạo Tôn dẫn đầu mang theo 40 đạo quân đạo tôn nhân mã rầm rộ công kích hùng quan khác của Đại La Thiên. Trên hùng quan, đám người Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh Giáo Chủ, Kế Đô Ma Tổ đứng sừng sững, dẫn mấy chục đạo quân đạo tôn ngăn cản. Sa Môn Đại Giáo và các thiên quân, tiên vương, tiên quân của Đại La Thiên cùng ra trận. Trong thiên quân mạnh nhất là đám Giang Tuyết, Đạo Vương, Bình Thiên, Tinh Quang, Minh Thổ, Tịch Trọng và Nhạc Cấu Nương đều có mặt. Trận thế nơi này khác với bên Càn Khôn Lão Tổ, muôn sông nghìn núi, sao trời rậm rạp. Các đại quân đứng đầy núi sông, thiên quân chấn thủ luyện thành đại trận, đầu đuôi nối với nhau vừa công vừa thủ. Người bày ra đại trận này là Viên Thái Lão Nhân, cũng là thống lĩnh đại trận. Lúc bấy giờ Vạn Vật Đạo Tổ lạnh lùng nhìn đại doanh đối diện thản nhiên nói, Thái Nhất, ngươi lên đây, ta sẽ giết ngươi. Thái Nhất Đạo Tôn hừ mạnh phóng lên cao đối diện với Vạn Vật Đạo Tổ. Thái Nhất Đạo Tôn nói, lần trước không phân thắng thua, lần này ta sẽ bẩm thầy chó già đầu nhập vào nguyên thủy nhà ngươi thành nhiều mảnh. Hai đạo tôn có thể nói là một trong những người mạnh nhất đạo tôn, hai người đánh nhau sẽ rất kinh thiên động địa. Ở bên dưới, đám người Viên Thái Lão Nhân, Khổ Hạnh Giáo Chủ thở phào, Thái Nhất bị thù hận che lý trí, quả nhiên hơi lỗ mãng rồi. Chủ soái rời đi, không ai khống chế đại cục, bên ta có Viên Thái điều khiển có chút hy vọng, không đến mức bị đẩy ngã ngay. Tại hùng quan khác, Giang Tuyết Tỉnh thống lĩnh 14 đạo tôn thiên môn sừng sững bên trong hùng quan. Đằng trước hùng quan là thiên môn, mọi người chờ đợi. Ngọc Kinh Đạo Tôn dẫn dắt vô số cường giả Ngọc Kinh Thánh Giáo kéo đến, cũng hơn 40 đạo quân đạo tôn tấn công hùng quan. Ngọc Kinh Đạo Tôn dẫn dắt vô số cường giả của Ngọc Kinh Thánh Giáo kéo đến, cũng hơn 40 đạo quân đạo tôn tấn công hùng quan này. Ngọc Kinh Đạo Tôn khen rằng, môn chủ thiên môn quả nhiên bất phàm. Ngọc Kinh Đạo Tôn vỗ tay nói, may mắn dưới tay ta không ít binh cường tướng mạnh, chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ phải lòng nhỏ máu thôi, vì nữ nhi của hắn sẽ chết tại đây. Giang Tuyết Tình mỉm cười phất tay, cổng hồng quan mở ra. Giang Tuyết Tình nói, Ngọc Kinh Thánh Giáo Chủ, ta ở trong ái thành lập một tòa vô nhân cấm khu, mời Thánh Giáo Chủ vào ái. Nếu Thánh Giáo Chủ có thể phá vô nhân cấm khu thì ta mặc cho Giáo Chủ xâm nhập Đại La Thiên. Môn chủ đúng là bá đạo mà, có thể tạo ra vô nhân cấm khu. Nhưng chúng ta đến Đại La Thiên không phải sông ái mà là giết người, huyết tẩy Đại La Thiên, hoàn thành vô lượng sát kiếp kìa. Ngọc Kinh Đạo Tôn cười tủm tỉm, nhưng ta rất có hứng thú xông vào vô nhân cấm khu một lần. Trên đầu tường, Giang Tuyết Tình nhỏ giọng nói, các vị đạo hữu, Ngọc Kinh định huyết tẩy Đại La Thiên, cuộc chiến này khó dàn xếp được,
chỉ có cố gắng liều mạng một phen thôi. 14 đạo tôn, Thanh Hư đạo quân, Thiên Hy thánh nhân, Chức Mẫu đứng bên cạnh Giang Tuyết Tình cùng gật đầu. Bọn họ cười nói: chúng ta thành lập thiên môn vốn là định biến thành vô nhân cấm khu, độ qua tịch diệt kiếp, bây giờ chẳng qua là sớm hoàn thành. Trận chiến này không biết bao nhiêu người trong thiên môn sống tiếp, chỉ mong kiếp sau sẽ có cấm khu chúng ta thành lập để lại hạt giống văn minh cho các thế đại. 14 đạo tôn bay vào thành, lắc người một cái, linh quang vô tận tung bay, rơi xuống đất, hòa vào hư không. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, vô lượng thời không mở mang, mênh mông vô ngần, cấm khu được hình thành. Thời đại nguyên đạo vô cùng xa xôi, các cường giả tạo ra vô nhân cấm khu, tuy nhiều đạo quân ở trong cấm khu, nhưng cũng ít đạo tôn. Bây giờ bọn họ tái hiện vô nhân cấm khu với 14 đạo tôn. Giang Tuyết Tình bước xuống cổng thành, biến mất trong vô nhân cấm khu. Ở ngoài thành, Ngọc Kinh đạo tôn dẫn các cường giả Ngọc Kinh Thánh giáo, ức vạn đại quân cờ bay phấp phới. Tiên thành, tiên vực, tiên lâu, tiên tháp, lâu thuyền chiến hạm lớn rầm rộ lao vào trong hồng quan. Hơn 40 đạo quân đạo tôn vây quanh Ngọc Kinh đạo tôn xông vào ải. Bọn họ đưa mắt nhìn, bên trong ải hình thành không gian rộng lớn mênh mang, không thấy cuối, không thấy đại la thiên đằng trước hồng quan. Không gian nơi này vặn vẹo, đại đạo trầm luân, đạo pháp thần thông bị vặn vẹo chấn áp. Mọi người cảm giác áp lực cực mạnh áp chế đại đạo thần thông của mình. Vô nhân cấm khu đã từng bị hậu chiêu của đế và tôn phá hủy, giờ đây vô nhân cấm khu lại xuất hiện. Các đạo quân đạo tôn mơ hồ thấy một cánh cửa đứng chính giữa vô nhân cấm khu, Giang Tuyết Tình ngồi giữa cánh cửa. Các đạo tôn cổ xưa như Thánh Hư đạo nhân, Thiên Hy thánh nhân, Chức Mẫu đã biến mất, không thấy ai núp ở đâu. Vô nhân cấm khu đối với các thiên quân, tiên quân, đạo tôn thời đại tiên đạo chỉ là một lời đồn xa xưa. Sau khi bọn họ xuất thế thì cấm khu đã là truyền thuyết xa xôi, không có duyên được gặp. Giờ phút này, các cường giả thuộc hạ của đế và tôn Ngọc Kinh Thánh giáo nhìn qua không thấy có gì lạ. Vô nhân cấm khu sao? Nghe đồn đó là vùng đất do một số đạo quân chết đi biến ra, nơi co đầu rút cổ, sống hèn mọn. Một đạo quân lắc đầu cười nói: chỗ như thế cùng lắm khốn chết phải thiên quân, không làm gì được chúng ta. Biểu tình của Ngọc Kinh đạo tôn trầm trọng, nhìn xung quanh lắc đầu nói: trước kia vô nhân cấm khu là do đạo quân chết đi tạo ra để đối kháng với tịch diệt kiếp, không để mình hoàn toàn hồn phi phách tán. Vì giữ mạng nên vô nhân cấm khu áp chế tất cả quy tắc thời đại, đại đạo tịch diệt kiếp cũng bị ức chế. Khi đó đạo quân chết đi xây dựng vô nhân cấm khu. Còn cái này là do 14 đạo tôn còn sống tạo dựng. 14 lão quỷ kia rất cổ xưa, thực lực cực mạnh, không thể khinh thường. Các ngươi đừng đi riêng lẻ, chúng ta phải tập trung lực lượng lại với nhau, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có như thế mới phá vỡ cấm khu được. Ngọc Kinh đạo tôn dù gì cũng là tay chùm có kinh nghiệm chiến đấu, gã trầm giọng nói: bọn họ biến thành cấm khu là vì ít người, tính luôn cả Giang Tuyết Tình mới có 15 người, còn chúng ta người đông thế mạnh, bọn họ phải biến thành cấm khu mới ngăn chúng ta được, không để chúng ta huyết tẩy đại la thiên. Tuy nhiên, biến thành cấm khu ngăn cản chúng ta sẽ tách lẻ lực lượng của bọn họ, cho chúng ta cơ hội đánh bại từng người, lần lượt giết chết bọn họ. Nếu như làm tốt, chúng ta thậm chí không chết một người cũng có thể xử lý hết bọn họ được. Ngọc Kinh đạo tôn mới nói đến đây, sâu trong vô nhân cấm khu đã nghi ngút khói xám tràn ra, bao phủ cấm khu. Nơi khói xám lan tràn, các đại quân biến mất, không còn tung tích. Các đại quân biến mất, mỗi đội có mấy trăm vạn chân tiên, tiên vương, tiên quân, thậm chí là thiên quân thống lĩnh. Trong thiên quân, cường giả cầm tiên thiên linh bảo do 3.000 đại đạo của đế lân biến ra, dù gặp đạo quân đạo tôn đơn độc không đến mức lặng lẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, 40 mấy đạo quân đạo tôn này không ai phát hiện những người đó biến mất như thế nào, rất kỳ lạ. Một đạo quân lạnh lùng cười: ở trước mặt đạo quân đạo tôn chúng ta mà muốn giả thần giả quỷ hay sao? Đạo quân kia sải bước đi vào quái xám, lấy tiên thiên linh bảo ra cười to nói: có giỏi thì cũng làm ta biến mất thử xem, nếu không thì hãy đường đường chính chính đấu với ta một trận. Khói xám ập đến, khi khói tan thì đạo quân cũng biến mất. Đại quân thiên địa đại đạo xôn xao, quân tâm dao động. Một đạo quân biến mất trước mặt bọn họ thật kỳ lạ,
không thể tưởng tượng. Ngọc Kinh Đạo Tôn hừ mạnh, ngước lên nhìn Thiên Môn. Giang Tuyết Tình vẫn ngồi dưới khung cửa, không động đậy. Hèn gì, ta cũng bị che mắt, hóa ra chuyển vào trong Thiên Môn. Không cần nói nhiều, những đại quân có lẽ đã rơi vào Thiên Môn, bị luyện chết rồi. Môn chủ Thiên Môn kế thừa đại đạo, lắng động mấy trăm bức năm vô nhân cấm khu. Bản thân là trung khu cấm khu, làm đám lão quỷ thanh hư hóa thành cấm khu. Chỉ cần giết được nàng là dễ dàng phá giải cấm khu rồi. Đám người Long Ngạn phấn chấn tinh thần. Ngọc Kinh Đạo Tôn ra lệnh: trận chiến này vì giết môn chủ Thiên Môn, không cần đại quân bao vây. Nữ nhân này là tồn tại cực kỳ khủng bố trong Đạo Tôn, vượt qua Hồng Quân, giết Thiên Dụ Đạo Tôn thời đại nguyên khởi, ngang hàng với vạn vật đạo tổ, dưới đạo quân không ai đánh lại. Các quân mã nghe lệnh lập tức rút lui khỏi ải này, trợ giúp Thái Nhất Đạo Tôn. Đạo quân Đạo Tôn ở lại đây nghiền nát môn chủ Thiên Môn. Các đại quân nghe lệnh rút ra đằng sau. Đột nhiên vô nhân cấm khu nổi gió đen, biển máu ngập trời, sấm sét đi đùng, dãy núi nhô lên, trời trăng sao hỗn loạn, có guồng quay tơ lăn, quạt lông bay, tất cả đổ ập hướng các đại quân. Nơi đi qua, đại quân biến mất. May mắn bọn họ không vào sâu trong vô nhân cấm khu, có hơn một nửa người lao ra ngoài, rời khỏi Hùng Quan. Nửa quân mã khác bị các dị tượng, khói xám, gió đen nuốt gọn. Các đạo quân Đạo Tôn lòng trầm xuống. Sợ là đám người kia đã ứng kiếp rồi, chết trong Thiên Môn rồi. Chỉ có giết môn chủ Thiên Môn mới phá giải vô nhân cấm khu được. Các tiên thiên linh bảo bay ra, treo cao trên trời, chặn lại các dị tượng, khói xám, sấm sét, gió đen, biển máu từ bốn phía ập đến. Ngọc Kinh Đạo Tôn dẫn quân hùng lao vào Thiên Môn. Lúc này, Thiên Môn đột nhiên mở ra, xương trắng chất thành núi ùa ra ngoài. Mấy ngàn vạn xương trắng chất đống, xương to tràn ngập dư uy tiên đạo. Đó là xương của các chân tiên, tiên vương, tiên quân, thiên quân mới biến mất lúc nãy. Thậm chí có xương khô của một đạo quân. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, đã có hàng ức tiên ma bị Giang Tuyết Tình dùng Thiên Môn luyện chết, bao gồm một đạo quân. Giang Tuyết Tình đứng dậy, Thiên Môn đứng thẳng trên biển xương, xương trắng như sóng dâng lên. Giang Tuyết Tình lạnh lùng nhìn hơn 40 đạo quân Đạo Tôn ập đến. Khói xám dâng lên, các bóng đen to lớn không gì sánh bằng đứng sau lưng Giang Tuyết Tình. Chủ cấm khu uy nghiêm cái thế, Giang Tuyết Tình quát lớn: các vị đệ đệ, muội muội, hãy thả tịch diệt kiếp ra. Các bóng đen sau lưng Giang Tuyết Tình sử dụng tiên thiên linh bảo, linh quang biến đổi, tịch diệt kiếp bị chấn áp trong linh bảo bộc phát, tràn ngập trong không gian vô nhân cấm khu. Hơn 40 đạo quân Đạo Tôn, phe Ngọc Kinh Đạo Tôn bị tịch diệt kiếp nhấn chìm. Ngọc Kinh Đạo Tôn tức điên lên chửi: tổ cha ngươi, môn chủ Thiên Môn này còn độc hơn cả phụ thân của nàng Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao? Đạo Tôn trong Thiên Môn toàn là đạo quân tiền sử truyền thế. Thời tiền sử, sóng tịch diệt kiếp xâm nhập thời đại tiên đạo thì kiếp số của bọn họ đã giáng xuống. May mắn bọn họ tìm được dị bảo có duyên với mình trong Đại La Thiên, nhờ đó chấn áp sóng kiếp. Giờ phút này, các sóng kiếp được thả ra, khủng bố kinh người biết mấy. Không chỉ tiêu diệt đám Thanh Hư Đạo Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân, đám người Ngọc Kinh Đạo Tôn cũng rơi vào kiếp bị tịch diệt. Bởi vì vô nhân cấm khu dùng để đối kháng với tịch diệt kiếp, đám người Thanh Hư Đạo Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân có chết thì thần hồn ẩn vào cấm khu, chờ đợi thời cơ chuyển thế trọng sinh. Đám người Ngọc Kinh Đạo Tôn chết đi sẽ hoàn toàn biến mất, trừ phi bọn họ cũng ký thác thần hồn vào trong vô nhân cấm khu này. Nếu kế sách của Giang Tuyết Tình thành công thì tất cả đạo quân, đạo tôn có mặt đều phải chết, tu vi như nước chảy ra, tối đa chỉ còn lại thần hồn. Tâm ngoan thủ lạt, giết cả mình và đối thủ, khó trách Ngọc Kinh Đạo Tôn chỉ đồng như vậy. Ngọc Kinh Đạo Tôn thầm mừng, nếu gã phái đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo đi giúp bên Thái Nhất Đạo Tôn thì e rằng cả đám đã chôn xác trong vô nhân cấm khu. Ngọc Kinh Đạo Tôn quát lớn: dành một đường sống giết môn chủ Thiên Môn. Ngọc Kinh Đạo Tôn xông lên, các bóng đen khổng lồ sau lưng Giang Tuyết Tình cũng lao lên, cao giọng quát lớn: liều mạng chiến đấu, dành cơ hội sống cho chúng ta, cho chúng sinh Đại La Thiên. Mặt Ngọc Kinh Đạo Tôn vặn vẹo, nghênh chiến với Giang Tuyết Tình, hắn lạnh lùng nói: Giang Tuyết Tình, môn chủ Thiên Môn, nếu như ngươi làm thì bản thân ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết được.
Thiên Môn rung rinh va chạm với tiên thành của Ngọc Kinh Đạo Tôn, đánh bật tịch diệt kiếp từ bốn phía ập đến. Thần chết đạo tiêu thì có sao, cùng lắm thần hồn chuyển thế thôi. Thần chết đạo tiêu, dù ngươi chuyển thế cũng không tu luyện đến cảnh giới như bây giờ được. Tương lai ngươi sẽ chết chắc trong tịch diệt kiếp thôi. Ba hùng quan Đông, Tây, Nam của Đại La Thiên giờ đều rơi vào chiến hỏa. Huyền quan phương Bắc, bốn đạo tổ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ và Bỉ Ngạn Nương Nương dẫn dắt đạo quân đạo tôn thuộc hạ trấn thủ hùng quan này. Sau lưng Bỉ Ngạn Nương Nương là Nhi Tử Vũ Uyên đạo quân. Đám người Vân Liên Nữ Đế, Băng Liên Thánh Mẫu cũng có mặt. Đám người yên lặng chờ đợi. Số lượng đạo quân đạo tôn chỉ có hơn 10 người. Phía xa cờ bay phấp phới, Càn Nguyên đạo tôn, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu, Thiên Hoang đạo tôn, Vô Tà đạo tôn dẫn đại quân xuất hiện trước mắt mọi người. Có tất cả 15 đạo tôn. Mấy đạo tôn mạnh nhất Đại La Thiên đều có mặt trên hùng quan. Đạo tôn cường đại nhất dưới tay đế và tôn cũng xuất hiện ở đây. Tuy ít người, thế nhưng toàn đạo tôn mạnh nhất thời đại tiên đạo. Đây đã định là cuộc chiến thảm khốc nhất, đáng sợ nhất trong bốn hùng quan. Sâu trong Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn huyền quan phương Bắc xa xôi, nhíu mày. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói với Thiên Phi đạo tôn: đám người Hồng Đạo Nhân chưa chắc đánh lại Càn Nguyên. Thiên Phi à, ngươi không thể tránh khỏi trận chiến này, chuẩn bị ra tay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn đã hứa liên minh với chúng ta, thế nhưng tại sao còn chưa ra tay vậy? Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Giang Nam ngồi im tại chỗ, không kiềm chế được liền hỏi: nếu Vô Cực Thiên Tôn còn không ra tay thì Đại La Thiên sẽ toàn quân bị giết. Biểu tình của Giang Nam bình tĩnh nói: hắn đang chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó cường giả đạo quân điện sẽ xuất hiện thu thập tàn cục, thu luôn tàn binh bại tướng của Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhíu mày nói: thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn đã nói là chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau mà. Nếu đám đạo quân điện đột nhiên xuất hiện thì Đại La Thiên sẽ tránh khỏi thế thua. Giang Nam lắc đầu nói: Vô Cực Thiên Tôn nói hợp tác là vì thấy khó đối phó với cường giả phe đế và tôn. Vô Cực coi thường thực lực Đại La Thiên ta. Bây giờ thấy Đại La Thiên và phe đế và tôn giết đến chảy sụp đất nứt như vậy, chỉ yếu hơn phe đế tôn hai phần. Vô Cực kiêng rẻ Đại La Thiên nên không chịu hợp tác. Chờ hai nhà lưỡng bại câu thương thì Vô Cực sẽ đến nhặt của rơi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn giận dữ nói: lời Vô Cực Thiên Tôn nói như rác vậy, hôi thối không chịu nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thê tử, nhi nữ của ngươi đều ở trong Đại La Thiên này, ngươi phải ra tay. Ta chỉ lo mạng sống một mình Thiên Phi, không cứu được thê nhi của ngươi. Giang Nam lắc đầu nói: sáu Thiên Tôn đã giao hẹn, ta sẽ không ra tay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn bực bội đứng dậy dỗi nói: ngươi không chịu ra tay thì chờ xem gia đình của ngươi lớn bé già trẻ bị người ta diệt môn đi. Giang Nam lắc đầu nói tiếp: không ai diệt cả nhà ta được, chỉ có ta diệt cả nhà cái đó thôi. Tẩu tẩu, nàng cứ bình tĩnh đi, đừng nóng vội, chờ chút nữa sẽ thấy ngay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nửa tin nửa ngờ ngồi xuống nhìn chiến trường bốn hùng quan Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười khẩy nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối thủ chia bốn đường tấn công, bốn đại quân phân cách cường giả dưới tay ngươi thành bốn đường, trong đó Viên Thái trấn thủ cửa nam chắc chắn không ngăn được. Viên Thái chết, đại quân tiến nhanh xông lên đổ sát sinh linh Đại La Thiên không ai ngăn nổi. Cửa đông Đại La Thiên, Càn Khôn Lão Tổ bị phục xá bám giữ. Cửa tây, Ngọc Kinh và nữ nhi Tuyết Tình của ngươi sẽ đồng quy vu tận. Cửa bắc chắc chắn là tử vong nặng nề, ngươi còn binh mã nào để ngăn đây? Ngươi không ra tay thì mọi người Đại La Thiên sẽ bị đồ sát sạch. Biểu tình của Giang Nam bình tĩnh nói: Nguyên Mẫu, ta có phục binh. Đội phục binh này có thể diệt đạo quân điện, diệt mạch đế và tôn, huyết tẩy thiên hạ. Phục binh ở đâu vậy? Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận hỏi. Người sử dụng hết lực lượng Đại La Thiên rồi mà vẫn ung dung như vậy, sợ người của mình chết không đủ nhiều hay sao? Nguyên Mẫu cứ bình tĩnh đi, chờ thi thể đế giang xuất hiện là biết ngay phục binh của ta ở đâu. Nguyên Mẫu Thiên Tôn sửng sốt thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có phục binh thật sao?
Cũng trong lúc này, cửa đông Đại La Thiên, Tịch Hứng Tình, Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân chiến đấu đã gần kết thúc. Hai người đánh nhau đến nay bị thương rất nặng. Mặc dù Huyền Đô là đạo tôn, thực lực siêu mạnh, thế nhưng Bất Xá Thiên Công của Tịch Hứng Tình rất bá đạo. Đặc biệt, Tiên Thiên Mộng Kính kéo Tịch Hứng Tình nhập mộng, tái hiện tâm tình lúc cả đánh nhau với Thái Hoàng Lão Tổ. Tuy là đạo quân, thế nhưng Tịch Hứng Tình có sức chiến đấu không kém gì đạo tôn. Chiến đấu đến nay, hai người đã dầu hết đèn tắt. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân bỗng rên rỉ, các cây gậy tre nhô lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc biến thành Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Lực lượng tạo hóa dồi dào, tràn ngập thiên địa, nhập vào Huyền Đô. Huyền Đô là đạo tôn tạo hóa, giỏi đạo tạo hóa, dù bị người giết thì vào phút hấp hối cũng có thể sống lại. Lúc này hai người cùng đèn cạn dầu. Nếu Huyền Đô tạo hóa, tái sinh, phục hồi đến trạng thái cao nhất thì giết Tịch Hứng Tình dễ như trở bàn tay. Tịch Hứng Tình quát lớn: "Nghịch đoạt tạo hóa!" Tiên Thiên Mộng Kính chiếu một cái bắn vào đôi mắt Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân. Huyền Đô liền ngẩn ngơ, lực lượng tạo hóa cuồn cuộn nhập vào cơ thể Tịch Hứng Tình. Tịch Hứng Tình là đệ tử của Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân, cũng giỏi tu luyện đại đạo tạo hóa. Huyền Đô không hề giấu nghề, sớm truyền dạy 3.000 đại đạo tạo hóa mình sáng tạo cho Tịch Hứng Tình. Giờ phút này, Tiên Thiên Mộng Kính quấy nhiễu một lúc, Tịch Hứng Tình cướp tạo hóa từ tay Huyền Đô. Ầm một tiếng, Tịch Hứng Tình vỗ một trường ấn vào ngực Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân. Tịch Hứng Tình dốc hết sức mạnh chiêu này, trong trường bao gồm tinh túy Bất Xá Thiên Công, nương tơ tình lưu luyến đậm đặc phát huy hết tất cả sức chiến đấu. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân thoát khỏi Tiên Thiên Mộng Kính, thấy trưởng bay tới thì mỉm cười, mặc cho bàn tay vỗ vào người. Áo vàng rách, tiếng đạo quả vỡ vang lên. Tịch Hứng Tình ngơ ngẩn run giọng nói: "Sư tôn!" Áo vàng trên người Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân rách nửa bên như cánh bướm bay đi, khóe môi tràn máu, thế nhưng miệng vẫn mỉm cười. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân bước tới gần Tịch Hứng Tình: "Ta đã nói sẽ dạy ngươi điều cuối cùng, bây giờ ta dạy cho ngươi rồi. Ứng Tình, ngươi đã được đại đạo tạo hóa của ta chết cũng không tiếc gì." Một luồng linh quang bay ra khỏi người Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân, là một trong 3.000 đại đạo của Đế Lân. Đế Lân ban một đại đạo trong 3.000 đại đạo cho Huyền Đô biến thành pháp bảo. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân chiến đấu với Tịch Hứng Tình, tuy nhiên chưa từng sử dụng pháp bảo này. Giờ phút này, đạo quả của Huyền Đô đã vỡ nát, không còn sự sống, nên pháp bảo biến thành linh quang bay đi, bay về bên cạnh Đế Lân. Tịch Hứng Tình nhìn linh quang bay xa, người run rẩy lẩm bẩm: "Tại sao sư tôn lại không sử dụng linh bảo đó vậy?" Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân đến gần Tịch Hứng Tình mỉm cười nói: "Làm sư phụ phải dạy ngươi, giải đáp khó hiểu. Hôm nay ta đấu với ngươi, bày ra đại đạo tạo hóa cho ngươi thấy. Có đổ nhi như vậy, làm trượng phu còn cầu gì nữa đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn có ơn với ta, Quỷ Bà Thiên cũng có ơn với ta. Ứng Tình ngươi nhiều lần giúp ta, làm sao ta có thể xuống tay với ngươi được?" Bùm một tiếng, Tịch Hứng Tình quỳ ở dưới đất. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân vuốt đầu Tịch Hứng Tình, kết tóc cho gã, khẽ ngâm: "Tiền nhân vuốt đầu ta, kết tóc thụ trường sinh. Năm xưa sư phụ điểm hóa ta trong hỗn độn, vuốt đầu ta, dạy ta đạo trường sinh. Hôm nay ta kết tóc cho ngươi, dạy ngươi trường sinh. Ứng Tình, hãy mang theo đại đạo của ta sống sót. Sau này nếu còn thiên địa thì hãy chuyển đạo thay ta, để đại đạo của ta không bị diệt tuyệt." Tịch Hứng Tình quỳ sát đất, khóc sướt mướt: "Sư tôn!" Biểu tình của Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân nhẹ nhõm, cơ thể phân giải thành linh quang, chậm rãi biến mất. Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân cười nói: "Cuộc đời ta nhấp nhô chắc chớ, không thể phụ người có ân, cũng không thể phụ ân sư phụ. Tính cách vi sư lạnh nhạt, chỉ có thể dùng cái chết tránh né thôi." Bùm một tiếng, cơ thể Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân vỡ nát, biến thành linh quang tan biến, chỉ còn lại một nửa cái áo vàng. Phục Xá giáo chủ sửa sang lại tàn quân lại kéo đến. Ở cửa nam, nhiều thiên quân Ngọc Kinh Thanh Giáo dẫn Đức Vạn Đại Quân rầm rộ như sói, như cọp lao tới. Giờ phút này, đại chiến trong cửa nam rất khốc liệt. Viên Thái Lão Nhân dốc hết sức điều động đại quân, bản thân cũng tham gia chiến đấu, thế nhưng khó chặn lại thế công mãnh liệt của 40 mấy đạo quân đạo tôn
phe Thái Nhất Đạo Tôn. Ngọc Kinh Thánh Giáo chạy tới càng tăng thêm gánh nặng. Đại La Thiên đã dùng hết tất cả lực lượng có thể sử dụng, không còn viện quân đến nữa. Nếu bị Ngọc Kinh Thánh Giáo tấn công, cửa Nam sẽ bị phá, lần lượt mà thua thảm, mọi người sẽ chết tại đây. Viên Thái Lão Nhân toàn thân đẫm máu, bàn cờ hóa thành thiên địa, quân cờ hóa thành ngôi sao, hình thành các tiên thiên đạo cảnh, ngăn cản hai đạo tôn vây công. Viên Thái Lão Nhân khàn giọng hét lớn: "Ai có thể chặn lại đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo đây?" "Để ta." Giang Tuyết bay ra, lắc người, biến thành yêu hồ chín đuôi. Chín phân thân đứng ở phần đuôi hồ ly, Giang Tuyết song hướng ước vạn đại quân ngoài ải. Giang Tuyết hét lớn. Yêu hồ há mồm phun ra một tú cầu lan lông lốc, càng lúc càng to, kèm theo lửa cháy, đụng vào đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo. Đệ tử của Đế và Tôn, trừ Huyền Đô, Cản Nguyên, Ngọc Kinh, Thái Nhất, Tự Nhiên, Thái Chân đã chứng đạo quân ra, còn hơn 10 đệ tử chưa chứng đạo, vẫn còn ở cảnh giới thiên quân. Nhưng những tồn tại này là một trong những người mạnh nhất bên trong thiên quân. Cộng thêm giáo chủ là Ngọc Lâm Tử, thánh nữ Ngọc Tiên Nhi của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Mấy ngàn thiên quân lực lượng vẫn rất mạnh và đáng gờm. Ở cửa Tây, Ngọc Kinh Thánh Giáo bị thương vong nặng nề, thế nhưng có hơn một nửa số người sống sót, có hơn ngàn thiên quân. Bây giờ đám thiên quân nhìn Giang Tuyết như ngó người chết vậy. Chỉ bằng một thiên quân mà muốn ngăn cản ức vạn đại quân sao? Đông Cực, người mơ mộng viển vông rồi. Quân Luân Thiên Quân lạnh lùng nói: "Sư phụ của ta từng nói Đông Cực là người đứng đầu thiên quân, là đệ nhất nhân. Nếu ngươi tham lam một chút, chứng đạo kiểu khác thì đã là đạo quân. Thật đáng tiếc, tiếc rằng sau khi ngươi thành đạo thì thiên địa đã rơi vào tai kiếp, làm ngươi vô duyên chứng được đạo quân. Ta thật muốn xem đệ nhất nhân thiên quân có thực lực như thế nào đây." Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi đại quân, va chạm với tú cầu. Đó là hơn 200 tiên thiên bất diệt linh quang, toàn là tiên thiên linh bảo do 3.000 đại đạo của Đế Lân biến ra. Các thiên quân sử dụng tiên thiên linh bảo, đạo cảnh cực kỳ kinh người. Đặc biệt sau lưng mấy thiên quân có các đại quân, đại trận do vô số tiên ma ghép lại chống đỡ, đẩy uy lực tiên thiên linh bảo lên mức độ đáng sợ hơn hết. Tú cầu liên tục va chạm với các tiên thiên linh bảo. Đuôi cáo sau lưng Giang Tuyết bị chấn lắc lư, chín phân thân trên đuôi bị chấn khóe miệng tràn máu. Yêu hồ chín đuôi cực kỳ dũng mãnh xông vào đại quân đối diện. Một tiếng giống to đánh chết vô số tiên ma, vung móng vuốt xé rách hư không. Bao nhiêu là chân tiên, tiên vương, tiên quân phải vùi thây. Giang Tuyết mạnh mẽ xông lên phá các đại trận. Đột nhiên cái mồm to thò vào trận pháp, há mồm táp một cái, cắn đứt eo một thiên quân. Chín phân thân điều khiển tú cầu va chạm với hơn 200 tiên thiên linh bảo. Bản thân Giang Tuyết biến ra nguyên hình, đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó, không ai ngăn được. Đệ nhất nhân trong thiên quân thể hiện thực lực cường đại vô cùng. Đám người Côn Luân Thiên Quân gào thét: "Đông Cực yêu hồ, ngươi đừng vội cuồng vọng." Các thiên quân bay lên khỏi đại trận, quay quanh yêu hồ chín đuôi chém giết. Các tiên thiên linh bảo biến thành linh quang công kích Giang Tuyết. Tú cầu xoay quanh Giang Tuyết liên tục va chạm với tiên thiên linh bảo, ngăn cản các đợt công kích. Yêu hồ đi nhanh như gió, đụng vào các đại trận, cố gắng né tránh xung đột với đám người Côn Luân Thiên Quân. Nơi Giang Tuyết đi qua, trận pháp tan rã, không ai đỡ nổi một chiêu. Một mình Giang Tuyết giết đức vạn đại quân của Ngọc Kinh Thánh Giáo, hỗn loạn, trận thế bị đánh tan. Giang Tuyết thừa dịp loạn giết thiên quân, nhiều lần đã thành công. Ngọc Lâm Tử vừa kinh vừa giận, nổi lên sát khí: "Tản ra, mau tản ra đi." Ngọc Lâm Tử lấy tiên thiên linh bảo ra quét ngang, giết hết 100 vạn đại quân tiên ma phe mình. Đám người Côn Luân Thiên Quân, Ngọc Tiên Nhi thừa dịp đó vận dụng tiên thiên linh bảo phong tỏa thời không, rút cuộc cũng nhốt Giang Tuyết lại. Các thiên quân quát lớn: "Hãy nhanh chóng giết nàng rồi hỗ trợ bên Thái Nhất Đạo Tôn nào." Giang Tuyết bị nhốt cắn răng, các phân thân nổ tung thành đại đạo cuồn cuộn nhập vào người nàng. Khí thế của Giang Tuyết liên tục tăng vọt, lao hướng đạo quân. Chín phân thân nội tình tất cả là đại viên mãn thiên quân, mỗi thiên quân đều luyện thành 3.000 đại đạo. Nếu trong thời kỳ tiên đạo hưng thịnh nhất thì Giang Tuyết dư sức chứng đạo quân, còn là nhân vật nổi bật bên trong lớp đạo quân. Khi đó Giang Tuyết dễ dàng ứng đối với sát cục này. Thật đáng tiếc, thiên địa tan vỡ, đã không thể chứng đạo được nữa rồi.
yêu hồ chín đuôi lắc mình trở về bộ dáng nữ nhân áo trắng xinh đẹp. Giang Tuyết lưu luyến nhìn Đại La Thiên mênh mông. Có lẽ ta không thể nhìn ngươi đi đến cuối được nữa rồi. Ngàn thiên quân cùng quát lớn. Giết! Đám người cùng xông lên, mái tóc của Giang Tuyết dựng ngược, tú cầu xoay vòng. Giết! Trước cửa nam của Đại La Thiên, một mình Giang Tuyết chặn ức vạn đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo rơi vào vòng vây gần ngàn thiên quân. Hơn 200 tiên thiên linh bảo va chạm với tú cầu và Giang Tuyết, định dùng lực lượng tuyệt đối mà chấn giết nàng. Giang Tuyết được tiếng là đệ nhất nhân bên trong thiên quân, lại luyện 9 phân thân vào bản thể. Bất đắc dĩ, thiên địa tan vỡ, thời đại tiên đạo rơi vào tịch diệt, đã không còn có cơ may chứng đạo quân. Trận chiến này Giang Tuyết thua chắc, không thể tránh được. Cửa nam chém giết thảm khốc hơn. Thái Nhất Đạo Tôn dẫn đại quân đánh vào cửa nam Đại La Thiên, đánh sắp lá cà, đại trận va chạm, mỗi giây mỗi phút đều có thiên quân chết đi. Vô số tiên vương, tiên quân, tiên tôn vùi thây trong vô lượng sát kiếp. Có viên thái lão nhân, khổ hạnh giáo chủ, nguy hiểm trùng trùng, có thể chống đỡ tiếp. Thường có đạo quân chết đi. Sau cửa nam là chúng sinh tam giới. Tam giới bị luyện thành hình dạng bảo tháp 33 thiên đặt trong Đại La Thiên. Đại La Thiên bảo vệ tháp, sinh linh vân lên tiên triều hay dân bản xứ tam giới đều lặng im, chờ đợi bên trong 33 trọng thiên bảo tháp. Có một bé trai không chịu nổi không khí yên lặng, há mồm khóc lớn. Mẫu thân nhẹ vỗ lưng con mình, tiếng ru rõ rành vang lên chất chứa nặng đề. Mọi người ở trong vô lượng sát kiếp, cửa nam bị phá, đại quân xông vào thì chúng sinh sẽ tử thương nặng nề. Âm 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 âm. Vách tường cửa nam Đại La Thiên bị đánh vỡ. Các chân tiên, tiên vương, tiên quân, vĩ đại, theo thiên quân thống lĩnh lao vào trong Đại La Thiên. Đám tiên nhân người đẫm máu xuất hiện trước chúng sinh, dữ tợn mà khủng bố. Đừng lên tiếng, im lặng, con ngoan, đừng lên tiếng nào. Mẫu thân trẻ an ủi trẻ sơ sinh trong ngực mình, nhỏ giọng nói. Rất nhanh, cái chết đến rất nhanh, đặc biệt các tồn tại như chân tiên, tiên vương khi ra tay, giết phụ nữ, trẻ em, người già yếu lại càng nhanh hơn. Một chiêu có thể giết vô số người nhỏ yếu như bọn họ. Đại La Thiên không thể khinh nhẫn. Các tiên thiên long do mã xông vào loạn quân, đầu rồng hung tợn há mồm máu nuốt quân địch. Miệng rồng hút, hàng vạn chân tiên, tiên vương, tiên quân rơi vào miệng rồng bị nhai nát bấy. Những tiên thiên long do mã là tọa kỵ của Giang Nam, có 8 con. Sau này đám người khổng thánh đạo nhân được nuôi trong Đại La Thiên cũng tham gia chiến đấu. 8 con tiên thiên long do mã trải qua đại chiến, 4 con chết đi, còn lại 4 con. 4 tiên thiên long do mã thân thể chứng to nhìn cửa nam bị phá. Chúng sinh trong Đại La Thiên gặp nguy hiểm nên bỏ kẻ thù lao vào loạn quân cắn nuốt kẻ địch. 4 tiên thiên long do mã cũng đã dầu hết đèn tắt, dốc sức ngăn chặn thiên quân dẫn đầu. 4 tiên thiên long do mã đầu đuôi nối nhau cắn mạnh, thiên quân bị cắn cho nát bấy. Rốt cuộc các tiên thiên long do mã đạp cục quân địch, chúng nó thở ra hồng hộc. Lúc này khung trời nứt ra, một đạo quân lao vào Đại La Thiên. Sau lưng đạo quân là đại quân tiên ma rậm rạp như châu chấu. Lâu thuyền chiến hạm chen chúc ùa vào Đại La Thiên, trên lâu thuyền máu như thác đổ xuống. Đạo quân dưới tay Đế và Tôn vung tay vỗ mạnh xuống, 4 tiên thiên long do mã nổ tung chết ngay tại chỗ. Đạo quân kia hừ lạnh một tiếng. Thành công phá ái, huyết tẩy Đại La Thiên đi. Mắt đạo quân kia nhìn Đại La Thiên, thấy ức vạn sinh linh sống trong 33 trọng thiên. Đạo quân định lao qua giết người, chợt nghe tiếng hét lên chói tai. Con khổng tước dẫn đầu, gấu bay, 9 con rồng, phượng 9 đầu bay theo sau lao tới. Đạo quân cười lạnh nghênh đón. Chỉ là 4 thiên quân, tuy là tiên thiên thần thánh, thế nhưng chưa tu luyện đến cảnh giới đạo quân thì chỉ có con đường chết mà thôi. Khổng thánh đạo nhân, phi hùng đạo nhân, thất sát ma vương, cửu dương thánh long gầm lên, há mồm phun ra các linh quang. Đó là pháp bảo bọn họ tìm kiếm được trong Đại La Thiên. Cả 4 lao hướng đạo quân kia. Đạo quân kia cười to nói. Thiên quân mà cũng mơ tưởng sử dụng tiên thiên linh bảo đối kháng với ta sao? Một linh quang bay ra chặn 4 người. Đạo quân kia lạnh lùng cười. Pháp bảo Đại La Thiên có thể so sánh với linh bảo của Đế Lân bệ hạ hay sao? Đại quân nghe lệnh, để ta chu sát 4 người này. Các ngươi hãy huyết tẩy Đại La Thiên đi. Đại quân lập tức giãn ra,
tuôn hướng 33 trọng thiên. Khổng Thánh đạo nhân hét lên chói tai: "Cửu Long, ba chúng ta chặn hắn, còn ngươi hãy ngăn đại quân địch lại." 9 con Thánh Long bay ra, biến thành Cự Long 9 đầu, chặn ngang trước 33 trọng thiên. Cửu Dương Thánh Long lạnh lùng nói: "Muốn lao vào 33 trọng thiên, phải bước qua xác của ta trước kia." Trong đại quân, các thiên quân hiện ra lạnh lùng mà nhìn Cự Long, quát lớn: "Được, vậy ta sẽ đạp qua xác ngươi. Đại quân, mau dốc sức xông lên." Cũng trong lúc này, tại cửa Tây, Giang Tuyết Tình cùng các đạo tôn của thiên môn như Thanh Hư đạo nhân, Thiên Hy thánh nhân, Trước Mẫu, Nữ La đạo quân ngăn cản 40+ đạo quân như Ngọc Kinh, Long Ngạn, Tự Nhiên, Thái Chân, huyết chiến đỏ trời. Cửa Tây đã biến thành tuyệt địa, tịch diệt kiếp lan tràn khắp nơi, đánh nát thời không, ăn mòn hết thảy đại đạo. Vô Nhân Cấm Khu bị bao trùm trong tịch diệt kiếp, dù là đạo quân đạo tôn cũng khó sống trong đó. Nếu là lúc bình thường thì bọn họ né còn không kịp, nhưng lúc này đây, các đạo quân đạo tôn đánh nhau túi bụi trong tịch diệt kiếp, dốc hết thủ đoạn của mình ra. Các đạo quân đạo tôn bị sóng kiếp xâm thực ăn mòn nhưng vẫn huyết chiến dữ dội. Thường Cố đạo quân đạo tôn chết đi, đám người Ngọc Kinh đạo tôn thương vong nặng nề. Các đạo quân đạo tôn bị chém, chỉ còn lại hơn 10 đạo quân đạo tôn. 14 đạo tôn bên thiên môn thì 6 người đã chết, còn lại 8 người, cộng thêm Giang Tuyết Tình là 9. 9 đạo tôn này là cường giả trong cường giả. Đạo tôn thiên môn chết, thế nhưng không phải chết hẳn, mà là chìm trong Vô Nhân Cấm Khu giữ lại thần hồn. Nhưng thời đại tiên đạo đã rơi vào tịch diệt, dù bọn họ đầu thai chuyển thế cũng không có hy vọng tu luyện đến đạo quân, tương lai xa vời. Giang Tuyết Tình, kiếp số càng lúc càng mạnh, ngươi và ta đã dầu hết đèn tắt rồi, cứ chiến đấu tiếp tục sẽ phủi thây trong sóng tịch diệt kiếp này thôi. Ngọc Kinh Thánh Giáo Chủ lạnh lùng nói: "Hay ngươi muốn đồng quy vô tận với chúng ta sao?" Giang Tuyết Tình làm ngơ như không nghe thấy, vẫn liều mạng tấn công. 8 đạo tôn khác dũng mãnh không sợ chết, đúng là bọn họ đã là đèn cạn dầu. Đám người Ngọc Kinh đạo tôn cũng không chấn áp nổi kiếp số của mình nữa. Dù bọn họ có giết đối thủ thì khó có thể chịu đựng nổi áp lực sóng tịch diệt kiếp, sẽ bị tịch diệt kiếp tịch diệt. Ra đầu đám người Ngọc Kinh đạo tôn tê dại muốn bỏ trốn, thế nhưng đám người Giang Tuyết Tình bám chặt không thả, làm cho bọn họ không chạy ra Vô Nhân Cấm Khu được. Điên, bị điên cả rồi, điên rồi. Tại huyền quan phương Bắc Đại La Thiên, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô Ma Tổ, Bỉ Ngạn Nương Nương, Vân Liên Nữ Đế, Băng Liên Thánh Mẫu, Vũ Uyên đạo quân cũng rơi vào huyết chiến. Đám người Càn Nguyên đạo tôn Mông Tốn, Tử Hạm, Thiên Hoang, Vô Tà là đạo tôn mạnh nhất dưới tay đế và tôn. Đạo tôn quyết chiến cùng đạo tôn càng thảm khốc hơn. Thiên Phi đạo tôn đi giúp đỡ trấn thủ huyền quan, khiến đám người Càn Nguyên đạo tôn không thể bước vào nửa bước. Chuyện cho đến bây giờ, mọi người không nghĩ tình xưa nữa, chỉ có dốc sức giết chóc trong vô lượng sát kiếp mới giữ lại cơ hội sống cho người phe mình. Tại cửa Đông Đại La Thiên, Phục Xá giáo chủ tập hợp đại quân giết lên. Đám người rồng to, Tịch Ứng Tình, Thánh Ma Thiên Tôn tham gia cuộc chiến. Các đạo quân đạo tôn thi nhau chết đi. Đại quân địch cửa Đông bị bám giữ, giữ thế không thắng không thua. Chỉ chờ cửa Nam hoàn toàn bị phá là sẽ huyết tẩy hết người Đại La Thiên. Nội ngoại giáp công hoàn toàn hủy diệt phe Đại La Thiên. Trận huyết chiến này, hai phe nguyên khí đại thương, tử thương vô số. Các cường giả trước kia chấn nhiếp xưa nay, tung hoành thời đại tiên đạo, cũng lần lượt điêu linh, chết trong vô lượng sát kiếp này. Nhiều khuôn mặt quen thuộc đã chết đi, hồn phi phách tán. Bên trong Vô Cực Thánh Địa, Vô Cực Thiên Tôn và 62 đạo quân đạo tôn chú ý tình hình trận chiến, xem mà mặt mày hớn hở. Huyết chiến Đại La Thiên thật là rực rỡ. Vô Cực Thiên Tôn cười nói với Đạo Không Thiên Tôn: "Hai phe nguyên khí đại thương, hơn 50 đạo quân đạo tôn tử thương, thiên môn tử thương hơn một nửa, môn chủ thiên môn, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô, Khổ Hạnh, Vạn Vật, những tồn tại mạnh nhất đạo tôn đã dầu hết đèn tắt rồi. Rồng to cũng mình đầy vết thương. Còn Càn Nguyên, Mông Tốn, Thái Nhất, Vô Tà, Thiên Hoang đã mệt mỏi. Bây giờ bọn họ vất vả chiến đấu, dựa vào nghị lực giành một đường sống thôi. Vô Cực Thánh Địa ta sắp toàn thắng rồi, huyết tẩy hai thánh địa kia. Đạo Không, ngươi thấy sao? Đã tới lúc Vô Cực Thánh Địa ta xuất chiến chưa?"
Đám đạo tôn như Trọng Hòa đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn, đại diễn cổ thần, linh ngữ cũng hăm hở. Đạo Không Thiên Tôn trả lời: Hai phe đã mệt mỏi rã rời, Vô Cực Thánh Địa ta là quân dồi dào sức khỏe, nhưng ngươi và ta từng có minh ước với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Mẫu, phải giúp đỡ bọn hắn công kích phe đế và tôn. Nếu tấn công Đại La Thiên thì thật mất mặt. Vô Cực Thiên Tôn cười phá lên, nheo mắt nói: Chúng ta lao vào Đại La Thiên, trước tiên cùng đại quân Đại La Thiên giết phe đế và tôn, vậy là không tính là thất hứa. Sau đó huyết tẩy Đại La Thiên, xóa sạch phe Đại La Thiên, có thể nói là vẹn toàn đôi đường. Đạo Không Thiên Tôn gật gù cười nói: Đúng vậy, hơn nữa chúng ta vào Đại La Thiên sẽ đỡ tốn công tốn sức đánh vào bên trong. Hai vị thiên tôn đã quyết định xong, khiến các đạo quân đạo tôn trong thánh địa dẫn hơn 2.000 thiên quân đi ra. Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn thi triển pháp lực vặn vẹo thời không, đưa các đạo quân đạo tôn thiên quân của Vô Cực Thánh Địa đi vào bốn hùng quan của Đại La Thiên. Bọn họ cười nói hết sức vui vẻ.